có thấy để hoa nhiều. Đâu người thấy hoa rất là đẹp không? Có nhiều hoa treo này, hoa để treo, hoa kiển vườn nhà xanh. Đó. 5.000 ký. Đến cho tất cả mọi người. Hoa chú ý, hoa trắng, hoa gì tùm lum các bạn. Mọi người thấy không? Thì bán lan tết tỷ giờ lẻ này. Cúc cỡ lớn, cỡ nhỏ, mai này mai giờ họ đặt lá trên này. Xin chào tất cả các bạn và các anh chị đã trở lại với kênh YouTube của Phong ha. Thì trong video ngày hôm nay thì chạy nó cũng khá là vắng và khá là nắng. Nên mình sẽ dành một chút thời gian mình quay cái cục đường Nguyễn Quang một chút cho các bạn và các anh chị xem ha. Thì hiện tại mình đang đứng ở cuối đường Nguyễn Quang với lại Lưu Đình Của. Thì ở đây trước mặt chúng ta là có cái khu biệt thự 280 và mình sẽ chạy vòng ngược lại phía bên này để mình cho mọi người xem. Hiện tại thì ở đường Nguyễn Quang này bán rất là nhiều những cái bông để chúng ta chưng Tết trong cái dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Thì hiện tại ngày hôm nay là ngày 17 tháng 1 và ở dưới chúng ta là ngày 15 tháng 12, tức là còn khoảng 15 16 bữa, tức là khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ bước sang năm mới, ăn cái Tết Nguyên Đán. À, bây giờ chúng ta sẽ chạy dòng phía này chúng ta xem ha. Bên bên đường Nguyễn Quang hiện tại là bán khá là nhiều những cái bông hoa, nên mọi người ở khu vực này có thể đến tham quan cũng như là mua những cái chậu hoa để về trang trí cho nhà của mình. Đối diện chúng ta là có cái ủy ban của quận An Phú nè. Đây đường Nguyễn Quang này á, mọi người thấy là nó khá là nhỏ. Đây cái vườn hải sản xanh nè, bán khá là nhiều hải sản ở đây. Khu này bán hải sản khá là nhiều ha. Ở đây thì chủ yếu là bông hoa nè mọi người thấy không? Bông hoa mọi người có thể ghé đường này mua rất là nhiều bông hoa, chậu bông, chậu hoa. Cái đường này mọi người thấy là khá là nhỏ nè, nhưng các bạn thấy là xe cộ rất là nhiều, rất là nhiều xe cộ. Đó mọi người thấy không? Xe cộ rất là đông luôn. Cái đường này nó nhỏ mà một số phút đó, chúng ta gọi là cần cái khu ta cà phê, chúng ta cần nâng cấp, cần nâng cấp thêm. Chứ mà cái đường này xe cộ đông thế này mà đường quá xấu, xấu là nhỏ nên là phải nâng thêm mỗi bên cả mét nữa để được. Ở đây chúng ta có cái bệnh viện Hàm Mỹ ở bò đó mọi người thấy hoa trên này. Hoa trên bên phải của mình nha, bên trái thì mình không có thấy để hoa nhiều. Đâu mọi người thấy hoa rất là đẹp không? Đó. Hoa này á, thì họ có hoa đã nở nè, còn hoa mới búp búp chưa nở nữa. Thì mọi người thích cái nào thì mua cái đó ha. Nhiều người thì thích mua về thì nó nở liền, thì trưng vào nhìn vào bắt mắt, cho trưng những ngày trước đó nó nhìn nó đẹp. Còn một số người thì thích là búp 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 để khi mà cận tới Tết thì nở ra là vừa đẹp. Đó, thì cái này tùy theo cái sở thích của mọi người ha. Ở đây cũng có nè mọi người không? Bên phải nha, bên phải của cái đường Nguyễn Quang mà hút mình chạy từ khúc mà ở dưới lên đó thì mọi người thấy là hoa mai đang mai kiển đó nè. Đó hiện tại giờ chúng ta cũng đang xuống hoa rất là nhiều luôn. Có cả cái cây bưởi làm hay lắm, có một chút xíu mà nó có thể có trái được đó, mọi người thấy không? Hoa rất nhiều đó. Phía bên này, phía bên trái mình thì cũng có rất là nhiều quán, là quán ăn nè, hoa nè quá trời, quán ăn rồi trung tâm nhà khoa. Nói chung là cái đường Nguyễn Quang này nó rất là nhiều thứ ở trong này, sửa xe rồi in ấn tất cả đều đủ hết. Nhưng mà cái phía bên phải mình là đặc trưng là họ bán hoa rất là nhiều hoa. Hoa hải lon nè. Cái khúc đầu tiên là mọi người thấy trưng những cái bông soi rất là nhiều không? Mấy khúc này thì bông soi nó tương đối ít, chắc là cái chỗ này nó hẹp. Rất là nhiều hoa treo nè, hoa để treo, hoa kiển vườn nhà xanh. Đó. Cây kiển, khu này thì bán cây kiển bonsai rồi, còn cái nhà cổ đẹp quá.
Này cổ phía trong rồi. Này thì bán trái cây. Vật liệu xây dựng. Đó, vật liệu xây dựng thì cũng khu dài lên trước là vật liệu xây dựng ha. Trụ này một cái cây kinh khủng thiệt. Mấy cây này chắc để mấy cái quán nào mà to to không mua mới nổi, chắc là mắc lắm. Ở sơ bên kia mình thấy không? Bên đây thì bên phải mình, ở bên trái mình đó thì rất là nhiều quán và rất là nhiều thể loại. Còn bên đây mọi người thấy là nó theo một cái khu, một khu bán hoa, một khu xây dựng đó, nó bán một khu vậy đó. Còn bên đây thì khá là tạp nhạp. Đó, hải sản, người chợ hải sản, dịch vụ quán xá, cà phê, đây là tới tới hoa đấy mọi người. Đây bán hoa kia chữ cây Việt đó, cái này tôi thấy một cái đá rất là đẹp, cây tết này. Đẹp ghê chưa? Đẹp chưa? Đó mấy cái tắc này mọi người. Tắc rất là nhiều trái luôn á, quá trời luôn. Có mấy cái cây kiển nè. Này kia có mấy cây xoài quá nha. Bán dừa. Ở à, trước kìa có mai nè. Hiện tại là còn có 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên Đán. Thì mọi người thấy hoa đó, bây giờ có người mua thấy không? Mua hoa đó. Thanh long, thanh long lúc về làm như rẻ vậy đó, long 5.000 ký. 5.000 ký thanh long. Đây mai nè mọi người thấy không? Đó, nguyên một mai người ta đem đây người ta lặt lá, lặt xong thì nó chụ lại vậy đó. Rồi về mình để tới Tết nữa sẽ nở. Mai tứ quý, mai trắng, mai gì tùm lum hết là đỏ, mọi người thấy không? Quá trời luôn, cái này khi mà cộng tới nó còn, mình nghĩ một tuần nữa nó sẽ đông nữa và nhiều nữa. Đó, chưa. Anh đây là hoa kiển, quá trời hoa cúc, hoa cúc, hoa cúc, hoa cúc, hoa cùm luôn. Ăn cả gà này. Đây đó trong rất là nhiều cây kiển. Mình cây cảnh à. Đây nè. Lan. Cái này thì họ bán hơi ít nha, thuốc trên đây bán hơi ít nha. Khu bên đây chúng ta thấy là có chung cư, ở đây là chung cư khu đô thị An Phú Long Khánh này nằm bên này. Bên này là tới đây hết rồi. Điểm bán lan tết sỉ và lẻ nè. Bên đây là An Phú New City, cái này thì đang làm cũng chưa xong. New City bên này. Rồi. Này là trống ai à, khúc trên nó còn nữa mọi người. Khúc trên chúng ta là vẫn có là cây kiển. Cây kiển này họ để cái bảng thì mình chống họ muốn chỗ bán tạm thời nha. Thường là cái chỗ mà để cái bảng này thường là tạm thời bán cho dịp Tết thì người ta sẽ trả một phần người ta đi. Đúng rồi. Mấy chỗ là bán mà bán hàng ngày, bán hàng năm nữa thì họ có chỗ bán thì họ có những cây kiển như bonsai đồ, còn thì là chắc là bán trong dịp Tết này. Không, cũng mấy cái bông nhỏ nhỏ nè, mấy cái chậu mai nhỏ nó cũng khá là đẹp luôn á. Nè mọi người, khúc này cũng đẹp nè, khúc này chưng khá là nhiều và tha hồ lựa ha. Cắt mấy anh đây trưa này ra tưới nè, cắt tưới buổi trưa nha. Thường cây mình nhớ nấu tưới buổi trưa đâu cả, à tưới cho tươi. Dạ, chưa nắng nhiều cũng có người đi coi mua, anh chị này chỉ mua nè.
cúc chậu lớn chậu nhỏ, mai nè, mai giờ họ lặt lá chưa mày. Thường á thì mình thấy là 2 tuần tới Tết là họ bắt đầu họ lặt rồi, thì đầu đường là hết rồi ha. Cà phê ông bầu, cà phê ông bầu này đúng là đi thấy khá là nhiều. Đây là siêu thị Metro Mega Mail. Ok, vậy là mình vừa quay cho mọi người xem một cái đường Nguyễn Hoàng. Bây giờ bán hoa rất là nhiều, rất nhiều loại hoa khá là đẹp và rất là nhiều mẫu, từ lớn đến nhỏ, từ cái mẫu rồi đến những cái mới bút bút chưa nở. Thì mình có thể ghé đến đường Nguyễn Hoàng này, ở quận 2 á, hiện tại là bên thành phố Thủ Đức á, thì xem ghé thêm mình mua ha. Bên đây thì có cái siêu thị rất là lớn, Megamon đó, thì người có thể ghé đây mua sắm luôn, rất nhiều thứ trong Megamon này rất rẻ luôn. Ok ha, video này kết thúc nha, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video sau nha. Bye.